Để chào đón mùa xuân, người dân tại làng Bacevo, Bulgari đã tham gia lễ hội đua ngựa truyền thống. Đây là dịp để họ tôn vinh những đóng góp của gia súc vào hoạt động nông nghiệp và cầu mong vụ mùa bội thu trong năm. Lễ hội diễn ra vào ngày Thánh Theodore, vị thánh bảo hộ cho các chú ngựa và những người chăn nuôi, cưỡi ngựa. Làng Bacevo có lịch sử chăn nuôi ngựa trong nhiều thế kỷ để phục vụ nông nghiệp hoặc chiến đấu. Do đó, loài vật này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Ngựa luôn sát cánh với đời sống của người dân làng. Do đó, lễ hội này để tôn vinh những người bạn này. Lễ hội diễn ra tại thời điểm mùa xuân. Vì vậy, đây cũng là dịp để chúng tôi tôn vinh thiên nhiên. Ngoài yếu tố truyền thống, lễ hội còn là dịp để những người nông dân đánh giá sức khỏe và tốc độ của những chú ngựa sau mùa đông, qua đó sắp xếp vụ mùa sắp tới.